Thì phân M gam hỗn hợp E gồm các chất béo thì thu được glycerol. Hỗn hợp E gồm có 3 mối của axit béo có tỷ lệ mol tương ứng là 5:2:2. Đốt cháy Y thì cần vừa đủ chừng đó khí oxy. Thu được CO2, nước và Na2C3 yêu cầu chúng ta là tính M. Như vậy bạn hiểu như thế này. Ở đây người ta cho các chất béo, nhưng mà thực chất các chất béo chúng ta đều có công thức dạng chung là RCOO tất cả 3 lần C3H5. Có đem đi tác dụng với NaOH để tạo thành RCOO Na cộng cho glycerol. 3 NaOH và 3 muối. Ở đây mình lưu ý cho thầy đó là để tìm, đúng không ạ? Để tìm được cái khối lượng của E thì cần phải giải mã R bằng bao nhiêu. Và chúng ta biết là gì? Cái RCONa này là công thức muối chung cho 3 muối C17H33CONa, C15H31CONa và C17H35COONa. Như vậy góc R chúng ta là góc hydrocarbon. Và góc R này nó được cấu tạo từ 3 góc. Đó là C17H35, C17H33 và C15H31 với tỷ lệ mol tương ứng là 5:2:2. Rồi, khi đó em sẽ đi tìm được cái số C trung bình. C trung bình bây giờ em sẽ tính như sau. Em lấy số carbon là 17 nhân cho mol là 5. 17 nhân 5 này cộng 17 nhân 2 này cộng 15 nhân 2 này. Rồi em chia cho tổng cái tỷ lệ mol ở đây là 9. Này giờ. Thì khi đó em tính được cái số C của mình ở đây là bằng 149/9. Tiếp tục em tìm Y. Tìm Y em sẽ lấy số H nhân cho 5 35 này. 35 nhân 5 33 nhân 2 và 31 nhân 2 chia cho tổng vào đây là 9. 35 nhân 5. Đây gọi là phương pháp trung bình. 32 sẽ là 33 nhân 2 cộng 31 nhân 2 và em ta chia cho 9. Ở đây mình tìm được nó là bằng 101/3. Cái đó chúng ta biết góc R chúng ta là CHI, bây giờ nó bằng bao nhiêu? Thì chúng ta bấm này. Em sẽ lấy đó là 12 nhân cho 149/9 cộng cho hydro là 101/3. 697/3. Như vậy bạn hiểu như thế này. Ở đây mình gọi cái số mol thằng này là amon, đúng không ạ? Như vậy để tìm được cái khối lượng của E thì thực chất chúng ta chỉ cần tìm mol của nó, tức là đi tìm A. Và đi tìm A thì chúng ta dựa vào phương trình dưới. Ở đây người ta đốt cháy hoàn toàn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thì cần oxy. Y của mình bây giờ sẽ là thế R vô. R chúng ta là CXHI, đúng không ạ? X chúng ta là bằng 149/9. H 101/3. COONa đây là Y. Chúng ta đi tác dụng với oxy để thu được N, thu được Na2 CO3 CO2 cộng cho H2O. Bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình này. Đầu tiên em đi cân bằng natri. Vế trái có một natri, vế phải hai natri. Mình đặt hai vào bên trái, một vào bên phải. Tiếp tục chúng ta đến carbon. Chúng ta đếm carbon bên trái này. Carbon bên trái là bằng 2 nhân cho mở ngoặc này 149/9. 149/9 cộng cho một carbon của nhóm CO nữa. Rồi, em sẽ trừ đi. Em sẽ trừ đi một carbon của Na2C3. Trừ đi một.
thì cái CO2 chúng ta là bằng 307 phần 9. Rồi, tiếp theo chúng ta là cân bằng hydro. Hydro ở vế trái là 2 nhân cho 101 phần 3. Bên này có 2 rồi. Thì đây là 101 phần 3. Rồi bây giờ chúng ta tính oxy. Đầu tiên là chúng ta có oxy vế phải. Chỗ Na2 số 3 này là 3 nè. Oxy vế phải Na2 số 3 là 3 cộng cho 307 phần 9 nhân 2. 309 này. 307 phần 9 nhân 2 cộng cho 101 phần 3. Rồi, em trừ bên y, y chúng ta là trừ đi 2 nhân 2. Rồi. Rồi ở đây mình có 2 oxy thì mình chia cho 2 nữa. Thì đây nó là bằng 404 phần 9. Như vậy số mol ở đây là A mol thể diện của đây. Đúng không ạ? Em lấy A nhân cho 404 phần 9 chia cho 2. Thì bây giờ nó sẽ bằng 227 phần 9. À, vào đây để cho số mol của oxy là bằng 22 2,27. Từ đây mình rút ra bằng 0,009. Khi đó chúng ta tính ME một cách nhẹ nhàng. Bây giờ cái góc R chúng ta là 6. Đây, chúng ta tính M lớn này. Mol là 0,09 nhân M lớn. M lớn đây. M lớn của chúng ta cái góc R là 697 phần 3 cộng cho CO là 44 cộng cho 44 tất cả nhân cho 3 cộng cho C3H5. Rồi. Sau đó nó bằng 870. Em nhân cho 0,09. Thì đây mình tính được bằng 78 phần 3. Có gì đó sai sai. Chúng ta biết là chúng ta sai chỗ này không? Đây A thì đây sẽ là 3A này. Đó, chúng ta bị sai vào đây. Thì đây sẽ là 3A. Và chỗ này chúng ta nhân cho 3 nữa. Như vậy A bây giờ là bằng 0,03 em nhé. Như vậy chúng ta sửa đây thành 0,03 mới đúng. Bởi vì người ta đốt cháy muối mà, chứ đâu phải đốt cháy kia đâu. Như vậy em chia cho 3 đi thì sẽ ra kết quả này 26,1 gam. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Câu này thuộc câu hỏi dễ. Cái gì ở đây là chúng ta sử dụng phương pháp trung bình. Còn nếu không sử dụng phương pháp trung bình thì đây là một câu hỏi khó.